Xin chào các bác, mình là một fan của thể loại game mô phỏng, nhất là mô phỏng máy bay. Hôm nay mình sẽ nói về những điều thú vị khi chơi game mô phỏng máy bay với một tay cầm điều khiển, hay còn gọi là joystick. Thường thì các joystick đều tích hợp một cái nút gạt để điều khiển công suất của động cơ. Ngón tay trỏ trái của mình đang điều khiển nút gạt để điều chỉnh công suất của động cơ máy bay, giống như tay ga của xe máy hay là chân ga của ô tô vậy. Với nút gạt này, bạn có thể điều khiển vận tốc máy bay một cách linh hoạt. Điều này rất quan trọng, nhất là trong lúc không chiến ở cự ly gần. Chắc các bác cũng không muốn bay vọt qua và giơ lưng cho địch bắn. Chiếc tay cầm mình đang sử dụng là loại Gravit, mua cũng được gần 10 năm rồi. Mình đang điều khiển chiếc máy bay P-51 trong trò chơi DCS Quốc. Đây là chiếc máy bay tiêm kích danh tiếng của Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Chiếc cần điều khiển này tích hợp luôn cái nút điều khiển góc nhìn của phi công. Mình thử biểu diễn một số động tác với chiếc cần điều khiển. Chúi mũi máy bay xuống, kéo lên, nghiêng sang trái, lộn một vòng. Rõ ràng việc điều khiển máy bay trở nên thú vị hơn so với việc bấm các nút trên bàn phím. Lộn phải một vòng, đẩy cần điều khiển tới trước để chúi mũi máy bay xuống, kéo lên hết cỡ. Kéo cao, lộn một vòng theo chiều dọc. Đẩy cần điều khiển tới trước để lấy lại vận tốc của máy bay. Chiếc cần điều khiển sẽ giúp ta có một phần cảm giác của các phi công thực thụ. Bây giờ mình sẽ thử tác chiến với các nút của cần điều khiển. Mình đang điều khiển máy bay F-15 của Mỹ tấn công một máy bay ném bom của Nga. Mình sẽ tiếp cận từ phía sau và sử dụng súng để bắn hạ chiếc máy bay ném bom. Cần điều khiển này có một cò để khai hỏa súng, chính là cò màu đỏ ở ngón tay trỏ phải của mình, và một nút để khai hỏa tên lửa ở ngón tay trái, bàn tay phải của mình. Mình sẽ tua nhanh đoạn tiếp cận máy bay địch. Tiếp cận được gần máy bay địch. Đây là chiếc máy bay ném bom Tu-22M3. Tu-22M3 có một khẩu pháo tự động 23 ly ở đuôi để chống tiếp cận. Khá là nguy hiểm khi tiếp cận ở phía sau của nó. Trong thực tế thì các phi công máy bay chiến đấu sử dụng tên lửa từ đi xa. Vừa tiếp cận lại gần, mình đã bị Tu-22 bắn. Máy bay của mình đã bị trúng đạn. Mình sẽ chuyển sang hướng tên lửa. Khai hỏa tên lửa bằng nút bấm trên cần điều khiển. Bây giờ mình sẽ thử dùng pháo của máy bay với đối tượng ít nguy hiểm hơn, không có pháo tự vệ sau đuôi. Đó là máy bay ném bom Tu-160 của Nga. Lại tua nhanh đoạn tiếp cận máy bay địch. Đã tiếp cận máy bay địch. Hình hài chiếc Tu-160 đã hiện rõ. Khai hỏa. Các bác chú ý mình sẽ góp phần cò màu đỏ để khai hỏa súng. Đưa máy bay địch vào hồng tâm. Khai hỏa. Tiếp tục bắn.
máy địch đã trúng đạn và bốc cháy. Điều khiển cũng giúp thực hiện những cái động tác khó như là hạ cánh máy bay xuống tàu sân bay một cách dễ dàng hơn. Mình sẽ thử hạ cánh chiếc máy bay Su-33 xuống tàu sân bay Kuznetsov, thực hiện các thao tác hạ cánh tà, hạ bánh đáp và hạ móc hãm ở sau đuôi máy bay. Đã nhìn thấy tàu sân bay Kuznetsov. Cần điều khiển sẽ giúp thao tác máy bay một cách chính xác hơn là dùng bàn phím. Mình dùng nút gạt để điều chỉnh tốc độ máy bay một cách hợp lý. Tốc độ tiếp cận sàn hạ cánh tối ưu là khoảng 300 km/h. Các bác có thể quan sát thấy các thao tác nắc nhẹ cần điều khiển của mình để điều chỉnh máy bay. Việc dùng các phím mũi tên trong bàn phím để điều khiển máy bay sẽ khó hơn nhiều. Chuẩn bị tiếp cận bom hạ cánh. Thành công. Mình đã hạ cánh thành công máy bay Su-33 xuống tàu sân bay Kuznetsov. Cảm ơn các bác đã xem video. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.